Đó, xin chào anh em. Lâu lắm rồi tôi mới lại review đồ chơi cho anh em. Hôm nay tôi lại giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mà lần trước tôi cũng đã review một cái sản phẩm tương tự rồi, nhưng mà đến từ thương hiệu của nội địa Trung Quốc. Đây, đó chính là cái máy hút chân không của bia mà ngày trước tôi mua cho Dung ỉn để làm pate nha, làm pate. Nhưng mà khổ cái là cái máy hút chân không này nó lại có một số cái lỗi nó khá là khó chịu. Tôi nghĩ là đến từ việc cái xốp này nó không còn đàn hồi nữa hay sao, hoặc là cái xốp chất lượng thấp hay sao ấy. Thì cái máy này là một trong cái máy bị lỗi. Nhất là cái băng dính ở đây bị bong do nhiệt. Mặc dù cái máy này tôi dùng cũng khá ít. Hai là cái xốp này nó không kín, nó làm cho khi chúng ta cho thực phẩm vào đây hút, tôi buộc phải bóp thêm cái miệng vào thì nó mới hút được, chứ không chứ cái khóa này nó không đủ chặt. À, thế là tôi quyết định là vứt nó sang một xó. Tôi xách về cái này. Cái này là cái sản phẩm mới, mới bán ở TTG Shop luôn. Anh em có thể vào TTG Shop để tìm hiểu. Thì cái này cũng là một cái máy hút chân không, một loại khác, thương hiệu đến từ thương hiệu Mokato. Cái thương hiệu này thì về mặt tính năng thì nó cũng na ná như con bia kia, nhưng mà về mặt chất lượng thì nó có hơn một chút. Tôi cũng xin phép mở hộp trước. Đây là các cái thành phần bên trong. Túi tặng kèm. Đó. Đen. Đấy. Cái đặc biệt là cái thương hiệu Mokato này thương hiệu Việt, cho nên là những cái sách hướng dẫn đi cùng họ cũng đã Việt hóa hết cho chúng ta, và chúng ta hiểu được hơn về cách sử dụng cái này. Chính vì có cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt này mà tôi mới biết được tại sao mà cái máy hút chân không bia kia của tôi nó lại bị cái bệnh là hút không 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 hết được hơi ở trong túi và nó không hàn được túi. Bắt buộc chúng ta sẽ phải ép tay vào thì nó bắt đầu mới hàn. Đấy, với người lần đầu sử dụng thì tôi đúng là chịu. À, toàn bộ tiếng Việt nhá. Còn đây à? À, toàn bộ tiếng Việt đàng hoàng. Rồi, giới thiệu với anh em, đây là cái máy hút chân không Mokato M608. Cái máy này giờ sao kìa. Đấy, bây giờ tôi sẽ ấy. Con này thì nó cũng có hai cái khóa nằm ở phía bên này và bên này. So với con bia thì nó cũng nằm ở chỗ tương tự như thế. Đây, con bia đây, nó cũng nằm ở hai bên như thế này. Đó. Bây giờ tôi mở ra nhá. Đèn, đấy. Ở trong cái này chúng ta sẽ thấy nó có một cái tờ cảnh báo ghi chú ở đây. Hơi đáng tiếc là họ chưa Việt hóa nốt cái này. Nếu mà họ Việt hóa nốt cái này thì trông là ngon lành. Cái này thì nó là những cái cảnh báo cơ bản về việc sử dụng. Thứ nhất là cái này nó là cái thanh ra nhiệt, nó sẽ nóng và khi sử dụng thì đừng có chạm vào đấy. Thứ hai là khi không sử dụng thì ở đây đây là cái quan trọng này. Cái này chính là cái khiến cho tại sao mà lần trước cái máy bia của tôi nó lại bị lỗi là cứ phải bóp tay vào thì nó mới hút kiệt được hơi. Đó, ở đây nó có một cái ghi chú đâu nhỉ? Không có đây. Chắc là trong sách hướng dẫn sử dụng trước tôi đọc được. Thì nó có một cái ghi chú đó là khi chúng ta đóng cái máy này để cất đi ấy, thì chúng ta hãy nhớ là không được bấm cái khóa này vào, không được bấm cái khóa này vào. Cái khóa này khi bấm vào nó sẽ ở trạng thái ép cái xốp này, ép cái xốp này. Và nếu chúng ta ép nó trong thời gian dài thì cái xốp này nó sẽ mất đi cái độ đàn hồi, và lúc đó khi chúng ta kẹp cái túi bằng cái xốp này nó sẽ không kẹp được kín hơi nữa. Khi kẹp thì người ta sẽ phải đặt thêm cả cái miếng bìa hình tam giác này này vào bên trong. Nó gọi là cái thanh thanh này gọi là thanh support clamp để cho cái phía trên này nó không ép cái miếng mút vào. Đấy. Tất nhiên là không có thì không sao, nhưng mà có thì tốt hơn. Ở cái này nó hơn ở cái thằng bia kia nha, là trong này nó có một cái khay hứng nước thừa. Nếu anh em thấy ở cái máy bia này này, tôi hút vài lần, hút cái pate của Dung Nghìn thì mỡ nó chui xừ vào trong này. Đây, mỡ nó chui trong này rất là bẩn và tôi phải lấy giấy tôi lau mà không thể rửa được. Đấy. Không thể rửa được, mỡ nó chui vào đây rất là bẩn.
Đây, những cái chỗ quanh cái chỗ này là tôi không thò được giấy vào, đâm ra nó đóng cặn vàng vàng này, thấy chưa? Đấy, thế là bây giờ cái bên này nó đã có thêm một cái khay hứng để giúp chúng ta có thể nhấc ra vệ sinh cực kỳ dễ dàng, nhấc ra mang đi rửa, cọ xà phòng thoải mái. Đấy, rất là tiện lợi. Ok. Đứng về công suất đi. Công suất thì con này có công suất là 130W. 130W. Con này thì bao nhiêu đây? Con này là con bia có công suất chỉ 120W thôi. Như vậy là con Mokato này nó hút mạnh hơn so với con bia này. Đấy, con bia này thì tất cả trên mặt này nó đều là chữ tàu, rất là khó hiểu. Còn con này thì toàn bộ là tiếng Anh. Rất có thể phiên bản tiếp theo họ sẽ Việt hóa nốt. Tiếng Anh, dry, moist, hút thực phẩm khô hay ướt. Bấm cái này để chuyển hai chế độ. Cái này là nút tự động hàn, tức là khi chúng ta hút xong nó kín hơi rồi nó sẽ hàn luôn. Cái này là hàn, chỉ hàn túi thôi, chỉ hàn thôi, tức là chỉ dán miệng túi thôi. Cái này là dừng tất cả mọi hoạt động. Push vacuum này là hút bằng tay, nghĩa là chúng ta nháy cái thì nó hút, nháy cái nó hút. Đấy. Cả hai cái nó đều có một cái phụ kiện đi kèm, đó là cái ống hút cho những cái phụ kiện bên ngoài, ví dụ như là chai, cái nút hút chân không nó có ghi rõ trong đấy. Cái nút hút chân không hoặc là cái hộp hút chân không nó sử dụng cái chuẩn miệng như thế này. Đấy, thì chúng ta chỉ cắm vào cái lỗ này là xong. Xong úp cái này vào. Đấy, thì chúng ta bấm vào nút bên này nhá. Khi mà chúng ta cắm vào này, chúng ta bấm nút bên này chứ không bấm trên mặt kia. Bấm nút này để hút. Ok. Thử nghiệm nha. Bây giờ đi vào thử nghiệm đi. Tôi sẽ thử hút một vài cái. Thì ở đây tôi có một cái sản phẩm tôi muốn hút đây. Đó là chè San Tuyết Hà Giang, mẹ vợ gửi cho. Để ngoài như này uống chậm thì nó mốc chè. Tôi mang ra tôi hút trên không luôn. Có một, cái máy này nó hơn được con bia. Con bia thì nó tặng kèm 5 cái túi hút trên không loại một mặt sần. Thì cái đấy tôi dùng hết rồi. Thì đây là cái túi hút trên không loại một mặt sần nhá. Cái đặc biệt của cái loại máy hút trên không gia đình này thì thường chúng ta nó yêu cầu chúng ta phải túi có mặt sần. Tại vì túi có mặt sần thì ở đây khi chúng ta ép cái xốp vào nó vẫn còn khe hở để nó hút được không khí ra. Còn nếu chúng ta dùng hai mặt nhẵn thì khi ép vào với nhau nó không còn khe hở để có thể hút được cái ấy ra nữa. Đấy. Còn ở cái thằng máy hút trên không Mokato này thì nó tặng kèm gấp đôi số túi. Tức là nó có sẵn bao nhiêu đây? Tôi thấy dày lắm. Cái kia tôi chỉ có 5 cái túi to cỡ như này là 20-30 thì phải. 1, 2, 3, 4, 5, 10 túi. Okay, 10 túi. 10 túi hút chân không. Mà cái loại túi này là loại túi xịn hơn cái loại túi thường bia. Đó là túi hút chân không hai mặt sần. Đấy, mặt này cũng sần, mặt này cũng sần. Cho hiệu quả hút nó tốt hơn hẳn so với một mặt sần. Nó sẽ hút được kiệt hơn và dán túi nó chắc chắn hơn. Nha. Túi này nó cảm giác là nó mềm hơn và dai hơn so với cái túi kia. Túi kia hơi dễ rách, cái túi này tôi thấy có vẻ ngon đấy. Bây giờ tôi sẽ thử đóng túi nó nhá. Rồi, bây giờ tôi sẽ cắm điện. Hút thử cái bịch trà thôi. Đấy. Đây là cái túi đi kèm, chúng ta có thể nhìn thấy nó hai mặt sần, mặt này khía trái, mặt này khía phải. Để đảm bảo khi mà chúng ta kẹp vào như này thì giữa các khe này nó vẫn có thể hút được không khí ra vì nó có độ sần. Đấy. Cái túi hai mặt sần này nó sẽ hút hiệu quả hơn so với túi một mặt sần này, bởi vì là cái khe hở nó tạo ra nó được lớn hơn, hút tốt hơn. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho chè vào trong này. Tôi hút lại bỏ qua. Nhiều quá, 13 cân chè. Uống đến đời nào cho nó hết.
Đây, bây giờ tôi sẽ hút cái túi này nhá. Đây, để ngoài để uống. À, cách sử dụng thì nó cũng tương đối đơn giản thôi. Chúng ta đặt để cho cái miệng túi này nó nằm vào cái vị trí của cái khoang này, tức là nằm giữa cái vành xốp này, thấy không? À, thế này thôi là được. Đậy nó lại, ấn hai bên tạch tạch là xong. Chúng ta có thể dàn cái thức ăn sau khi ấn này để cho nó phẳng ra, để khi hút nó giữ được cái vị trí mỏng. Còn nếu chúng ta để dồn xuống cái này, khi hút nó sẽ thành một cục như này nhá. Tới hút này, chế độ va công xia nó sẽ tự động chạy. Chọn ở đây là chọn hút thực phẩm khô hay là ướt, để chọn khô. Cái việc chọn hút khô hay ướt này nó tùy thuộc vào cái thời gian dán cái miệng này. Nếu chúng ta hút thực phẩm ướt thì nó sẽ tăng cái thời gian dán miệng này lên gấp đôi, để cho đảm bảo là túi nó sẽ dán được tốt hơn vì nó dính nước mà. Trẻ của tôi đừng hút nữa em ơi, nghe nó đau quá. Đó, thế là xong. Sau nó sẽ kêu pip cái, chúng ta chỉ việc bấm hai nút này, nhấc ra, nhìn thấy chưa? Thế là xong. Cái máy hút chân không này ứng dụng rất nhiều trong việc bảo quản đồ ăn. Đặc biệt là các thực phẩm tươi sống, nó vừa sạch sẽ vừa gọn gàng. Ở nhà ấy, ở nhà tôi thì Dung Nghỉ vẫn hay mua những cái túi lặn nhỏ như thế này, là để cho một cái bữa ăn của cháu Chun được nấu trộn chiếc sẵn rồi, tức là đổ vào đây xong hàn lại, xếp ra khoảng mấy chục túi xếp tủ lạnh, mỗi lần ăn lấy một túi ra cho vào làm nóng cho cháu ăn, rồi rất là tiện nha. Thì đấy là hút chè. Bây giờ hút cái gì nữa nhỉ? Vào cái mùa cốm, tôi cũng thường hay hút chân không cốm về để tủ lạnh, nó sẽ để rất lâu và cái cốm nó sẽ không bị cứng. Nếu chúng ta để không để tủ lạnh nó rất dễ cứng. Những cái này thì chúng ta có thể hút thịt cá, trứng sữa. À, trứng không được nhầm. Thịt cá, những cái thịt tươi ấy, thì ở trong cái sách hướng dẫn sử dụng nó có ghi rõ. Nếu chúng ta hút cái đồ mà có nước thì tốt nhất là để đảm bảo an toàn, bởi vì là cái này này tuyệt đối không để nước nó chui vào những cái lỗ này nhá. Cái lỗ hút này này không được để nước chui vào đây, cho nên là người ta sẽ tạo ra cái khoang chân không để nước nếu mà có chui ra khỏi túi nó sẽ chui vào cái khay này mà chúng ta có thể mang đi. Nhưng mà nếu nó đầy quá nó chui vào đây là cái máy nó sẽ khá là nguy hiểm, cho nên các bạn nhớ đọc cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Với thực phẩm ướt chúng ta có hai cách. Một là chúng ta đóng đá nó lại rồi mới hút thì nó sẽ giữ được hình khối tốt hơn. Còn không thì chúng ta cứ hút bằng cách nháy nháy bằng tay này này. Thấy không? Đấy. Nháy bằng tay này cho đến khi mà chúng ta thấy nó vừa đủ thì chúng ta bấm luôn nút hàn. Nút hàn bằng tay ở đây thì nó sẽ đóng gói lại. Ok. Đấy là hút cái này. Bây giờ ta hút thử cái gì nữa đi. À đây, để thử cái độ lực hút của cái thằng này, tôi sẽ cho nó hút thử cái miếng xốp này nhá. Miếng xốp này có độ đàn hồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ thử hút xem nó có thể bóp được cái miếng xốp này bẹp đến như thế nào. Người ta vẫn hay thử bằng cái vỏ lon bia, nhưng mà cái vỏ lon đấy thì nó yếu quá, nó không thể nào mà nó có lực đàn hồi lớn bằng cái miếng xốp này. Thì tôi thử luôn miếng xốp này cho nó căng. Chết to thế nhỉ. Hơi tiếc đấy. Một cái máy này có 10 cái túi rồi thôi. Mang ra hút chơi thế này cho anh em, làm video cho anh em đấy nhá. Đặt vào, sập lại. À, hút này. Giờ tôi sẽ thử nghiệm và hút trên cái miếng xốp này xem nó như nào nhá. Đang bóp rồi, bóp rồi. Úi dồi ôi, có rúm rồi. Vẫn còn không khí, ui, lõm rồi. Thôi, hút thế thôi, bình tĩnh thôi. Úi dồi ôi. Thôi hút thế thôi, đừng hút nữa, trông nó thương quá. Kiệt rồi. À,
Đây anh em nhìn, một cái miếng xốp bóp khá là cứng mà nó hút đến mức mà móc méo các kiểu này. Đấy, lực hút của cái máy 130W nó vẫn hơn con bia. Đấy, như vậy là tôi vừa mới show cho anh em xem cái máy hút chân không mà TTG Shop mới mang về. Anh em nào quan tâm có thể lên Shopee của TTG Shop để book nhá. Anh em nhớ là cái sản phẩm này thì thường sẽ đi kèm với cái túi hút chân không. Thì TTG Shop có bán kèm cả cái túi hút chân không hai mặt sần, nhớ nhá, loại hai mặt sần, với cái giá nếu anh em mua kèm theo máy là chỉ có 2.000 một túi. Còn nếu chúng ta mua đấy là với cỡ này nhá, với cái size to tướng này này, còn nếu chúng ta mua lẻ thì sẽ lên đến 3.000 một túi. Ở ngoài kia cái túi một mặt sần, nếu chúng ta mua lẻ ở ngoài kia thì túi một mặt sần này là 280.100 cái, thì tức là nó là 2.800 một cái đối với túi một mặt sần nha. Ok, hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Bây giờ thì bye bye anh em, bây giờ tôi quăng cái con bia này đi nha. Anh em nào lấy thì tôi phẫu thuật. Bye bye anh em.